chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Top Sao Hoa, kênh cập nhật liên tục các tin tức giải trí Hoa ngữ. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức mới nhất có trong ngày. Mỗi thần tượng của làng giải trí muốn được debut đều cần sở hữu yếu tố ngoại hình. Một số ngôi sao Hoa ngữ khiến dân tình trầm trồ vì mang khí chất như thần tượng K-pop. Thứ nhất, Hoàng Minh Hạo. Hoàng Minh Hạo hẳn là cái tên không còn xa lạ đối với người hâm mộ giải trí Hoa ngữ. Dù sinh năm 2002 nhưng hiện tại nam ca sĩ đã cao đến 1m8. Anh chàng được đánh giá là một trong số những người có visual nổi bật hơn cả trong chương trình Produce 101 phiên bản chung. Ngoài ra thì ít ai biết rằng nam nghệ sĩ sinh ra trong một gia đình khá bề thế, giàu có ở Chiết Giang. Hoàng Minh Hạo từng tham gia Producer 101 phiên bản Hàn nhưng vì thiếu may mắn nên không thể đi được tới cuối chương trình. Tuy vậy thì sau khi đăng ký tham gia chương trình ở phiên bản chung, anh chàng đã chứng minh được thực lực của mình để lọt vào đội hình cuối cùng, debut trong nhóm nhạc Night Person. Minh Hạo được đánh giá là có gương mặt đậm chất idol xứ sở kim chi cùng gu ăn mặc và phong cách cực kỳ hiện đại. Hiện tại thì Hoàng Minh Hạo đang đầu quân cho Yuhua, công ty giải trí nắm trong tay hàng loạt những gà chiến đình đám của CBiz có thể kể đến như Vương Nhất Bác, Mạnh Mỹ Kỳ, Chu Chính Đình. Do vậy, nam ca sĩ rất được khán giả kỳ vọng sẽ là gương mặt triển vọng có thể kế thừa các tên tuổi cân rating. Thứ hai, Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ từng là một trong những idol ghi danh vào công ty SM nhưng không may bị loại ở vòng tuyển chọn. Cô nàng có vẻ bề ngoài sắc sảo, chuẩn phong cách Girl Crush. Hiện tại thì Hứa Giai Kỳ đang là một trong những cái tên được yêu mến khi debut trong đội hình của The Night bởi khả năng vũ đạo và gương mặt xinh đẹp. Độ nổi tiếng của Hứa Giai Kỳ bắt đầu tăng mạnh kể từ sau khi cô nhận lời tham gia vào chương trình Thanh Xuân Có Bạn Hai. Nếu trước đây nữ thần tượng chỉ đóng vai nhỏ trong các web drama, thì giờ đây với độ nổi tiếng phủ khắp, cô đã bắt đầu được đảm nhận vai chính. Học trò của Lisa còn được khen ngợi bởi vóc dáng ngày càng đỉnh, đường cong cơ thể rõ nét. 3. Thái Tử Khôn. Thái Tử Khôn được biết đến là một ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc trẻ đa tài người Trung Quốc. Anh chàng được yêu mến bởi sở hữu ngoại hình điển trai ưa nhìn. Nhiều người cho rằng nếu chỉ nhìn ngoại hình của nam nghệ sĩ có thể bị nhầm rằng anh là idol đến từ Hàn Quốc. Bên cạnh đó, tài năng sáng tác cùng khả năng làm chủ sân khấu đỉnh cũng là một trong những điều khiến Thái Tử Khôn thu hút được một lượng người hâm mộ đông đảo. Sự nghiệp của Thái Tử Khôn bắt đầu phất lên như diều gặp gió sau khi nam idol tham gia chương trình Idol Producer năm 2018. Anh thậm chí còn được nhiều fan ưu ái gọi là idol quốc dân. 4. Hồ Nhất Thiên. Hồ Nhất Thiên hẳn là cái tên không còn xa lạ đối với người hâm mộ phim của làng giải trí Hoa ngữ. Anh chàng diễn viên trẻ tuổi này từng nhiều lần được các fan ưu ái gọi bằng biệt danh như Nam Thần Thanh Xuân, Hot Boy Học Đường. Hồ Nhất Thiên sở hữu ngoại hình chuẩn nam thần với gương mặt đẹp trai góc cạnh, đặc biệt làn da trắng cùng khuôn mặt hào hào idol K-pop khiến nam diễn viên ngày một thu hút nhiều fan hơn. Tên tuổi của Hồ Nhất Thiên phất lên từ sau dự án Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta. Anh chàng hóa thân thành Giang Thần, mẫu bạn trai lý tưởng mà gần như mọi cô gái đều mơ ước. Vai diễn này như được đạo diễn Donnie đóng giày cho Hồ Nhất Thiên bởi nó vừa đủ để anh phô ra toàn bộ những ưu điểm của mình nhưng lại không lộ quá nhiều những khuyết điểm về mặt diễn xuất. Thứ năm, Chu Kết Quỳnh. Chu Kết Quỳnh được nhiều khán giả, đặc biệt là các fan K-pop biết đến nhờ từng hoạt động ở Hàn với nghệ danh là Kiều Kiêng hay còn gọi là Pinky. Vào thời điểm đó thì cô nàng là thành viên của nhóm nhạc IOI thuộc quyền quản lý của công ty Pledit. Sau khi tham gia vào Producer 101 mùa đầu tiên, Chu Kết Quỳnh đã từng ở vị trí thứ 6 vào đêm chung kết. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại khi IOI tan rã, cô nàng đã quay về và đẩy mạnh hoạt động ở quê nhà. Chu Kết Quỳnh được nhiều fan yêu mến bởi sở hữu ngoại hình khá giống với các idol ở xứ sở kim chi. Gương mặt ưu tú, mũi cao cùng làn da trắng đã giúp nữ thần tượng ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ. Không chỉ vậy thì cô còn gây ấn tượng nhờ vũ đạo khá xuất sắc. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.